Xin chào tất cả mọi người. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị gần 400 hecta và được xem là một khu đô thị gọi là bậc nhất tại Việt Nam luôn. Và nói đến khu Nam thì ai cũng biết đến là khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho anh chị một cái gọi là sản phẩm shop house mặt tiền của Phú Mỹ Hưng đang gọi là chào bán và cho thuê với một mức giá cực kỳ hấp dẫn, do là gia chủ gọi là đang kẹt tiền cần bán gấp. Thì quý anh chị cùng theo chân Phước Sửu để mình chi tiết về cái sản phẩm này và để biết cái sản phẩm này có giá hợp lý với giá thị trường như thế nào nhé. Video ngày hôm nay thì Phước Sửu sẽ chi tiết cho quý anh chị một shop house tại Mỹ Viên, Phú Mỹ Hưng, quận 7. Thì căn shop house này với diện tích là 162m² và được thiết kế gồm một trệt và một lửng. Hiện tại thì căn shop house này đang cho thuê với mức cho thuê là 1.100 đô một tháng. Pháp lý của căn shop house này là sổ hồng vĩnh viễn và hiện tại gia chủ đang kẹt tiền nên có giá tốt để đầu tư cho khách hàng. Nói sơ qua về căn hộ Mỹ Viên do công ty liên danh Phú Mỹ Hưng đầu tư tại khu Nam Viên Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7. Dự án gồm 5 block căn hộ cao 9 tầng tọa lạc trong khuôn viên quy hoạch 9.418m². Tên dự án căn hộ Mỹ Viên, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Và căn hộ này cao 9 tầng, số lượng căn hộ ở đây là khoảng 150 căn hộ và diện tích khuôn viên của căn hộ này là 9.418m². Hiện tại thì cư dân, như quý anh chị thấy là cư dân ở đây là vào ở đầy đủ hết rồi. Ở đây thì khá nhiều tiện ích trong khu dân cư này luôn. Thứ nhất là tiện ích nội khu là có hầm để xe hơi nè, xe máy nè. Tầng trệt bố trí là khu thương mại dịch vụ. Hệ thống điện thì tiên tiến, có nhiều máy phát điện để dự phòng. Cái shop house của khu Mỹ Viên này nằm trong khu dân cư Phú Mỹ Hưng, là một khu dân cư rất là đẹp luôn. Một khu dân cư có một cái vị trí đẹp, tọa lạc giữa lòng đô thị Phú Mỹ Hưng. Tiện ích ở đây thì khá đầy đủ, được bao bọc bởi thiên nhiên sinh thái của khu Nam. Nói đến Phú Mỹ Hưng là một khu dân cư có quy mô lên đến 400 hecta, nằm về phía nam của khu Nam. Dự kiến sau này Phú Mỹ Hưng trở thành một cái thành phố Nam Sài Gòn trong lòng thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí này thì quý anh chị có thể mất khoảng 5 phút để đi đến những cái trung tâm thương mại lớn như là Co-op Max, Vivo City, Lotte Max, Grayson Mall. Và mình mất hết khoảng 15 phút để đi về trung tâm quận nhất, trung tâm của Sài Gòn. 5 phút để kết nối đến những trường đại học lớn như Đại học RMIT, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng. Ở khu dân cư Phú Mỹ Hưng này, khi trước là một khu dân cư đầm lầy và sau 20 năm hình thành và phát triển thì khu dân cư Phú Mỹ Hưng trở thành một khu đô thị kiểu mẫu và chức năng, một trong những trung tâm tài chính, dịch vụ, công nghiệp, khoa học, văn hóa, giáo dục, giải trí lớn nhất tại Việt Nam. Ở đây khu đô thị khá gọi là đẹp luôn. Một khu đô thị không có đường hẻm và tất cả những tiện ích bậc nhất được cái là chủ đầu tư một cách bài bản. Ở đây thì bảo vệ 24/7 nha quý anh chị. Ở đây thì quý anh chị có thể là những cái vật dụng hoặc là xe cộ thì mình có thể ở ngoài và được bảo vệ là chăm sóc, bảo dưỡng hệ thống cây cối đầy đủ. Quý anh chị cần thêm thông tin về shop Mỹ Viên thì quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu để nhận thông tin về mức bán giá cực kỳ hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.